Xin kính chào các bác. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến các bác một số mã máy lọc không khí. Thì như trước thì em máy lọc không khí thì về rất nhiều, nhưng mà nhiều bác thì lại cần muốn là em test này, em giới thiệu và test cần giới thiệu để cho nhìn các bác nhìn thấy bằng thực. Bình thường thì nó về hàng nghe nó về, nó nhiều lúc nó về hàng 30-40 cái em cứ xếp theo dãy. Nên là khách hàng nào thấy được mua thì vẫn là muốn test thực tế hơn và hướng dẫn. Thì hôm nay em sẽ test lần lượt một số mã máy lọc có mã có số cho quý vị luôn và báo giá luôn cho quý vị. Quý vị nhớ số máy, từng số máy cho em. Cái thứ nhất thế. Cái thứ hai là để sử dụng cái máy lọc không khí này hoặc là tất cả các mặt hàng nhập bãi thì quý vị hãy vào cái phần mềm mà trên điện thoại này nhé, em hướng dẫn luôn. Trên phần mềm điện thoại nó có, nếu iPhone thì quý vị vào phần mềm tải ứng dụng. Đây, vào phần mềm, còn đây là dòng Android, bác vào đây. Bác gõ phần mềm dịch vào đây, gõ chữ dịch để tìm kiếm. Khi quý vị tìm kiếm được, đây, tìm kiếm chữ dịch thì nó đây, dịch này. Nó sẽ ra phần mềm dịch này này, quý vị nhìn thấy chưa? Quý vị nhìn phần mềm này chưa? Phần mềm dịch này. Đó, quý vị tải về, cài đặt vào. Và khi về rồi thì nó sẽ, đây, nó sẽ nằm ở trên phần mềm ứng dụng của quý vị đây, là phần mềm dịch đây. Thì chính cái phần mềm dịch này, nó sẽ hỗ trợ quý vị là sao? Quý vị nhớ nhé. Đây là em chưa thoát ra, để em hướng dẫn quý vị trước khi sử dụng, bởi vì là có nhiều quý vị rất là khó sử dụng như thế này. Báo cáo quý vị là đây là những chiếc máy lọc không khí, không phải nói luôn là đến giờ này nó không thể thiếu cho các gia đình. Tại sao là không thể thiếu? Em hôm nay em sẽ quay 5-6 mã cơ, cả hàng cao cấp đây, cao cấp có Panasonic có đây, hay kinh có, nhưng mà em sẽ quay lần lượt. Tại sao nó không thể thiếu? Bởi vì khí hậu bây giờ nó rất là độc hại, ở địa phương cũng độc hại, mà ở thành phố cũng độc hại, mà tóm lại ở chỗ nào bây giờ cũng độc hại, không thấy chỗ nào không độc hại cả. Và cái lọc không khí trong những cái căn phòng như những căn phòng này nó là cái thiết bị tất yếu. Đây của em, đây em test âm thanh nhưng cũng lúc nào có cái máy lọc. Đây của em chỉ cần cái bé này em đặt góc này thôi đấy, còn các phòng nào em đặt nó vừa có tác dụng lọc không khí vừa có tác dụng bù ẩm lọc không khí, bởi vì là khí hậu bây giờ ở nông thôn thì hóa chất rồi là thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, ở thành phố thì nhà máy công nghiệp rồi là xe cộ, nói chung là vân vân, nó nhiều lắm. Tóm lại là không khí bây giờ nó không được trong lành. Thì đây là những chiếc máy lọc không khí, mặc dù nó là hàng bãi của Nhật nhưng nó vẫn còn sử dụng khá là tốt. Ngoài ra thì cái tiền để đầu tư nó không cao, nói thật là nó cái tiền để đầu tư cho nó, cái đầu tư của nó là mức bình thường, nó chỉ trung bình hơn 1 triệu. Có cái nào cao cấp thì hơn 2 triệu, hơn 3 triệu tùy từng ngõ. Còn là cái tính năng của nó đều là hàng cao cấp, đều có ion này, đều có plasma, đều có lọc không khí, đều có bù ẩm. Đấy. Thế báo cáo quý vị không nói lan man nữa. Thì để sử dụng cái phần mềm này thì cũng như đây, em đã tải về rồi. Thì quý vị khi cái đích của nó quý vị phải nhớ nhé, là tải về này, đích phải để là tiếng Nhật, được chưa? Sau đó dịch cái tiếng Việt, nếu chưa có tiếng Nhật thì nó sẽ tự động ấn cho tải. Sau đó là mình thì không biết gõ tiếng Việt rồi thì mình chỉ vào cái máy ảnh này. Đấy. Khi mình chỉ vào cái máy ảnh này thì cái máy ảnh nó sẽ quét. Đấy. Đây. Nó sẽ quét, nó ghi cụm. Các bác nhìn nó dịch chưa, cụm gì đấy chưa? Đấy, ngôi sao. Nó tự dịch, nó sẽ tự dịch cho quý vị luôn. Ví dụ trên này chẳng hạn này. Đấy. Và tạm dừng dịch để quý vị quay lại đây. Đấy, văn bản. Nó đây, nó phải quét, nó phải đọc được. Đây, quý vị nhìn thấy chưa? Giao hàng hợp lý này, sẽ quyết định này, thấy chưa? Có nghĩa là nó đang bị lóa. Đấy. Quý vị nhìn thấy chưa? Nguyên liệu này, virus, giải thưởng, nó tóm lại nó dịch tất. Nó sẽ tự động nó dịch cho quý vị, không cần phải gõ bằng tiếng Việt. Gõ bằng tiếng Việt. Đấy, nó rất là tiện. Thôi em mọi xin phép là phải nói thêm một tí để cho quý vị sử dụng, hướng dẫn sử dụng. Chứ không nhiều lúc các bác bảo máy lan man mất mẹ 4-5 phút rồi, chưa giới thiệu cái máy. Nhưng không giới thiệu thì các bác cũng không biết phần mềm nào về để dùng. Nói thật luôn, em muốn giới thiệu máy cho xong đi, còn bộ đống máy cơ. Nhiều bác thì nhiều lúc vào bảo mẹ mày vào mẹ đề để nói cho nhanh. Các bác thì biết thì không sao, nhưng mà các ông già bà già hoặc nhiều người ta không biết. Mình không giới thiệu như này thì không làm nào các ông biết được. Đấy, nên là các bác thông cảm. Các bác nào mà không thích cái đoạn đầu em giới thiệu thì tua đi. Bắt đầu từ con máy sáp. Đây, con này, quý vị nhìn nhá, tính năng hoạt động thì tất cả tính năng hoạt động vẫn bình thường. Đấy, quý vị nhìn nhá, năng hoạt động, đây em nghiêng luôn. Đây là nút nguồn này, nút nguồn tắt này. Đây là nút bật này, được chưa? Nút bật,
Đây có các chế độ bảo đây, nó là chạy bật luôn chế độ này, chạy ion luôn và nó tự động. Quý vị không biết, quý vị cứ ấn vào đây cho em, tự động. Còn tay cứ tắt này. Đó, bật này. Còn đây là đèn báo cảnh báo, nếu cái đèn này nó không còn xanh dương, màu vàng hoặc màu đỏ là tức là không khí trong phòng nó đã quá bẩn. Và khi nó quá bẩn rồi thì là nó sẽ không, máy nó sẽ là tự động nó làm việc thôi các bác ạ. Các bác không phải làm việc, nhưng mà nó sẽ tự động làm việc. Còn đây con này thì là con này nó thoát khí nhá, nó thoát hơi theo nắp hở trên này. Đấy. Còn về giá của em nó thì số thứ tự này, em quay luôn số thứ tự này. Số thứ tự của nó là số 15, giá 1,7 triệu đồng. 15. Đấy. Còn về đằng sau, đây là tấm lọc lưới lọc. Đây là tấm lưới lọc, nó được lọc qua một tấm lưới lọc này để trước khi lọc vào để tránh bụi bẩn, tránh bụi bẩn đưa vào. Phía trong này thì còn một khuôn màng lọc nữa. Đây là một cái màng lọc tròn này, nó sẽ quay nó hút vào để nó qua những cái thiết bị lọc. Ở trong đó thì quý vị tham khảo tiếp. Đấy. Được chưa? Đó là về phần lưới lọc ở đây. Còn về cái phần buồng. Đây là những cái phần này không thể thiếu được trong những phòng quý vị sử dụng điều hòa. Bởi vì điều hòa của mình là nhiều lúc nhiều con điều hòa nó không có chức năng, không có chức năng buồng. Nó rất là bất tiện. Đây quý vị là để ý nhé. Đây là cái hộp chứa nước buồng. Quý vị phải mở cái nắp này ra. Mở nắp này ra. Hàng tháng hoặc nửa tháng quý vị kiểm tra. Nhá, quý vị kiểm tra là sao? Hết nước thì quý vị đổ vào đây này, đổ vào đây. Thì cái hình thức kiểm tra thì là ở bên ngoài này, đây nó có vạch kiểm tra nước đây rồi. Thì khi đổ nước thì nó sẽ đầy, thì nó sẽ báo từng vạch, quý vị nhìn thấy. Đấy. Khi cạn thì quý vị đổ vào. Mà trung bình thì nó chỉ tầm nửa tháng hoặc tháng. Nếu như mà con phòng nào mà một nửa tháng mà hết nhiều thì phải xem lại con điều hòa quý vị, nó ăn rất là nhiều không khí, nó bị thiếu con này buồng. Đấy, nó chế độ buồng cho quý vị. Đây là tính năng buồng. Có nghĩa là con máy này đang có hai chức năng. Một là lọc không khí sạch cho quý vị, hai là tính năng buồng. Nó báo lọc rất là tốt luôn. Cái này quý vị cứ tham khảo Google, tham khảo xem là những dòng máy lọc này nó xử lý như thế nào. Còn em thì không đi sâu nữa, em chỉ giới thiệu như thế. Và quý vị nhớ nhá, chiếc máy số 15 giá 1,7 triệu. Chưa, hoạt động bình thường. Em xin phép được sang cái thứ hai. Cái khác, nó nhanh. Tiếp theo, cái này là cái số 25. Cái số 25 thì mới nhìn vào quý vị đã nhìn thấy là tất cả đây. Nó cũng như con kia thì nó báo hiển thị trên nóc, nhưng con này thì lại báo đằng trước. Ví dụ như cái cột này xanh dương này này, nó hiển thị đây đang xanh dương này. Đấy, nó hiển thị xanh dương đây. Thì là chính cái cột này, cái cột xanh dương này nó là hiển thị là, ví dụ không khí bây giờ đang là không khí sạch thì nó xanh dương. Đấy, nó tất cả những này. Còn là cái về hướng dẫn sử dụng thì như con trước, thì con này đây, nút nguồn tắt của nó đây. Đấy, nút bật thì quý vị cứ ấn chế độ ion cho em, chung nó sẽ tự xử lý hết, nó chuyển động. Còn quý vị nào thích khám phá thêm các phần mềm hẹn giờ, hoặc là cài đặt hoặc chế độ bù ẩm rồi theo giờ thế ngoài, thì quý vị cài đặt ở trên này thì em đã hướng dẫn phần mềm rồi. Con này là con số 25, giá 1,6 triệu. Con này cũng là con sáp, cũng vẫn là con sáp hết. Con sáp này có đấy, con sáp này, con sáp số 25 sáp hết, được chưa? Con này cũng thoát khí lọc lên trên nóc được trước. Còn đây về bên hông cũng như còn trước là cũng có thiết bị, có hộp buồng, hộp chứa nước buồng. Đấy. Và đằng sau là tấm lưới lọc, đây lưới lọc có hết. Để có lưới lọc, quý vị lâu lâu thì quý vị hãy nhấc tấm lưới lọc ra vệ sinh cho. Đấy, được chưa? Mỗi con nó thiết kế theo một kiểu tấm lưới khác nhau. Con này thì lại hai tấm. Đấy. Được chưa? Bằng bông. Đấy, con này là con lọc số 25, giá 1,6 triệu. Lọc số 25, mang số thứ tự. Thế để cho quý vị dễ, quý vị nhớ số cho em, 1,6 triệu đồng. Tiếp tục đến con thứ ba đây. Con này là con size to, con này thì size rất là to. Con này con size rất to, đấy, quý vị nhìn hộ em nhé. Nó size quá là to. Con này về cái kích thước chiều cao nó cao hơn con kia tầm khoảng 10 đến 12 cm. Ví dụ như nói luôn là ví dụ là hai con trước em vừa giới thiệu thì nó lọc không khí nó trong cái phòng tầm khoảng 30-35 m², thì con này nó có thể đáp ứng được 40-45 m². Đấy, như vậy nói thế là sai lớn hơn. Về phía trước này thì nó báo luôn này. Đây tất cả là cái đường vạch này. Đường vạch này nó báo là cái tình trạng không khí trong phòng. Ví dụ xanh dương như này là không khí sạch rồi. Đấy, con này con sáp này đều có plasma tất ion. Con này cũng nhận cái gì nhỉ? Nó cũng lọc khí, khí lạnh ấy, khí có nghĩa khí sạch đẩy lên trên. Thì tất cả hướng dẫn sử dụng thì đây nó là nút nguồn.
Các bác muốn biết thì vẫn khóa thêm, còn đây nút bật thì các bác cứ bật chế độ ion đi cho em, nó tự động nó sẽ kể là nó chạy theo theo cái chế độ mặc định luôn. Đấy, con này là con Sharp KC-W80. Size này size lớn nên bắt buộc em nhìn nó quá to luôn, nó to ngang mặt em ngồi luôn. Đấy, còn về đây bên cạnh cũng vậy. Đây, đây là cái bình lọc nước của em nó. Thì nó to như vậy thì cái bình lọc nước nó cũng phải to hơn những con khác. Bình lọc nước của nó chắc chắn cũng sẽ phải to hơn những con khác. Đấy, đây, bình lọc nước nó khá là to luôn. Đó, to, to hơn khác. Và đây cũng là cái vạch để theo dõi nước. Đấy, quý vị, đây là cái bình buồng. Thì cái bình buồng to. Còn về phía sau, cũng vậy. Phía sau đây, ở phía sau đây là nó là... đây là phía sau là cái cửa để lấy để lọc, có nghĩa là cái cửa này là cửa mở ra để thỉnh thoảng vệ sinh. Có những con quý vị nhé, có những con là do vận chuyển nó bị gãy cái tai này, nhưng thật ra là những cái tai này nó không quan trọng lắm, bởi vì là quý vị có vệ sinh cái này phải nửa năm mới vệ sinh một lần, nửa năm đến cả năm mới vệ sinh nó một lần, bởi vì có những con nó về nó vận chuyển nó do cái tai nó thò ra này nó bị gãy, nhưng mà đang dán băng dính nó như nó chả ảnh hưởng đến chất lượng của quý vị ạ. Bởi vì là những con này, và quý vị nhớ nhá, về đặt ở nhà đừng có đặt cái lưng này vào giáp tường, khi đặt giáp tường nó bịt hết cái này vào, quý vị không thể để hút được đâu, không thể hút được lọc không khí trong phòng đâu, nó mất, nó không có tác dụng. Đây, con này cũng vậy, tấm lọc của nó đây, tấm lọc của nó làm lành hai lần tấm lọc đây. Đấy, tấm lọc được chưa, trắng tinh. Con này là size lớn. Con này có số thứ tự là số 5, số thứ tự của nó là số 5 và giá 1.900.000. Con này là size quá to luôn, giá 1.900.000. Đó, là size lớn nhé, số 5, giá 1.900.000. Giá của em nó là 1.900.000, để cho quý vị biết luôn, nó dễ. Em có phải đọc mã giá cho quý vị biết cho nó nhanh. Chứ không là đây là cứ lần đến lúc mà không biết con nào lần nó mất thời gian lắm. Đó, các bác hỏi em. Đấy là thỉnh thoảng, lâu ngày quý vị dùng, quý vị phải đây, em dán tặng băng dính để nó giữ đây thôi. Cái này cả năm mới mở lần, không ảnh hưởng gì cả. Đấy. À, đó là con lọc Sharp Modern là KC-W80. Nó là lọc số thứ tư là số 5, giá 1.900.000. Tình trạng hoạt động bình thường. Đây, để tiếp ra đây. Mời quý vị đến với lại dòng Panasonic. Chưa? Ở đây là lọc dòng Panasonic. Em cắm điện với quý vị đi. Cắm điện được rồi. Em test ra được con nào lỗi bỏ. Đấy. Đây là dòng Panasonic. Đấy, bật rồi. Con này này, quý vị nhìn này, quý vị nhìn để em nhìn lại cái máy xem nó có nhìn có hở cho quý vị nhìn không. Nhiều con nó khuất quá là rất là vất. Đây, em để máy đây tiện hơn. Đấy, quý vị nhìn này, tắt này. Con này nhá, chế độ mở tắt này. Đây là con ăn lọc mà lọc không khí Panasonic cũng kiêm uổng luôn. Panasonic SVXD50. Con này mặt của nó là màu gọi như là gần như màu hồng, chưa phải màu tím tím. Đây, về cái chức năng nút bật công tắc của em đây, bật nguồn này. Đấy, chức năng tự bật. Con này đã để chế độ mặc định của nó rồi, nó khởi động nano luôn, nó đáo đèn nano luôn này, mình chế độ nano luôn đấy. Chưa, con này là con Panasonic SVXD50 chưa. Đó. Cửa khoang gió thì là nó có cửa hút hai bên này vào và hút dưới lên, nếu hút dưới khi nào nó cảm thấy nó hút mạnh quá thì nó mới mở cái này thôi, còn không nó đợi bình thường. Đó. Hút ra đợi bình thường. Các bác thông cảm, em đang vội hướng dẫn khách hàng nên là không thể nghe máy trước này được. Đấy, dòng này thì dòng lọc Panasonic này, nó Panasonic và Daikin thì nó là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng, rất là nổi tiếng. Còn về những cái chức năng sử dụng thì nó cũng không khác gì những dòng kia, nhưng mà em cũng không biết tại sao mà Panasonic với Daikin là nó cái thương hiệu của nó nổi tiếng mà nó được người tiêu dùng đẩy cái giá lên nó cũng cao trội hơn hẳn những kia. Còn đây bình buồng cho em, nó cũng bình buồng đây, cũng có bình buồng và có vạch báo trên này luôn. Tất cả những cái này quý vị nhé, không phải là không lau được nữa, em cạo đấy hết luôn này. Đấy, xin. Đấy, được chưa? Máy hoạt động rất là tốt. Đấy, con này là con Panasonic số 10, số 19, giá 2.500.000.
Đây, tắt nguồn. Được chưa? À, mọi chức năng hoạt động bình thường. Số 19, 2 triệu rưỡi. À, mời quý vị đến với lại con tiếp theo. Em cứ test lần lượt thì chúng ta biết hết. Chúng ta được chưa dễ. Đây, tiếp theo, con tiếp theo cũng là con Panasonic nữa. Đấy, nó vẫn là mô đen đó, nhưng nó màu trắng. Vẫn mô đen đó, được chưa quý vị? FVXD50 vẫn là mô đen đó. Thì nhưng mà em, mục đích của em là phải test cho quý vị nhìn bằng thật. Nhìn bằng thật luôn để cho quý vị tiện. Nhìn bằng thật luôn. Thì đây, tất cả chức năng của nó đều có nano rồi là buồng đều có như nhau hết. Và hai con này thì nó không khác gì nhau đấy. Cũng mở cửa tự động hết. Mở cửa tự động. Được chưa? Con này số 22, giá 2.8 triệu. Được chưa? Con này là mặt màu trắng. Đây, tất cả chế độ khi nó làm nó sử dụng tự động thì nano nó bật hết. Còn quý vị cần thì hãy tải phần mềm. Như lúc đầu em hướng dẫn tải phần mềm về để sử dụng. Còn con này, đây, lọc bùa còn rất là sạch, tưng luôn. Đó, lọc bùa. Các bạn ơi, mọi chức năng hoạt động bình thường. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Còn đây nó là chế độ cài đặt thì tùy các bác. Cài đặt thì các bác nhớ là cứ tải phần mềm ứng dụng về cho em. Các bác cài đặt được hết, không có gì không dùng được. Tiếng Nhật lúc ấy thành tiếng Việt luôn. Đấy, con này hút không khí cũng vào như này. Y như con trước đã giới thiệu. Giá của con Panasonic FVXD50 màu trắng này, giá là 2.8 triệu, số thứ tự là 22. Chào quý vị, để sang mời quý vị sang với con khác. Cách cho nó nhanh, tập chức năng hoạt động. Đấy, mời quý vị đến với lại con tiếp theo này đi. Con này. Đấy. Thì nó vẫn là dòng máy lọc không khí của Saab. Con này tiếp tục với lại model là Saab KCW45. Thì đây là nút nguồn, đây là nút bật tổng. Đấy. Em cũng nhấc vào đây còn đang cắm rồi. Đây nút bật tổng. Cũng như vậy, đây là những nút đèn báo, đây là báo này, xanh dương như này là không khí còn sạch. Rồi là báo. Tóm lại là nó có tất cả các chức năng và đang chạy đây quý vị nhá. Tắt này. Quý vị bật thẳng cái nút ion này cho em. Để nó tự động nó điều chỉnh, nó chạy luôn chế độ ion của cho quý vị luôn. Đấy. Con này cũng thoát không khí sạch lên bên trên. Con này là số thứ tự là 21, giá 1,6 triệu. Đấy. Được. Con này nó là chế độ, nó vừa là chế độ báo tình trạng khí độc, ví dụ như là độc quá thì nó màu vàng, hoặc là độc thì nó là màu đỏ, nó báo chẳng hạn. Hai là nó sẽ, cái đèn này nó sẽ có tác dụng là nó làm đèn ngủ luôn trong ban đêm. Đấy. Còn về bên sườn đây thì vẫn như các máy khác, con nào cũng có một cái bình bù nước. Những cái bình này bù nước này không thể thiếu cho các căn phòng. Cái này rất là quan trọng. Ngoài là không khí ra thì cái này không thể thiếu. Bởi vì không có bình bù ẩm này dùng điều hòa rất là khô da, khô cổ và viêm họng. Còn về đằng sau thì cũng như các máy khác là một tấm lưới lọc. Đây, tấm lưới lọc. Đấy. Có những con thì nó thiết kế một tấm lọc, có con thiết kế hai lượt lọc thì tùy theo từng hãng sản xuất, chứ nó không con nào giống con nào cả. Còn bên trong này thì nó vẫn có một cái bộ buồng để nó quay, khi nó quay nó lọc, nó hút vào vây. Và nó tóm lại là những cái này thì không đi sâu được lắm, các bác đọc thêm. Còn hàng của Nhật thì nó chuyên về sức khỏe chắc chắn rồi. Đấy, con này con số 21, giá 1.6 triệu. Được. Tiếp tục đến với quý vị con số tiếp theo, đó là con số 18. Con số 18. Đây, cắm nút điện vào con số 18 ạ. Đây là con số 18. Nốt cái clip này thì em tạm dừng, em quay clip sau tiếp theo thì đây em cũng chưa bật nguồn, bây giờ bật. Đấy, được chưa? Bật đây, quý vị nào không biết thì cứ nhìn có chế độ, nó có chữ ion này, bật vào đây cho em. Tắt nguồn thì tắt đây rồi, bật đây. Và còn quý vị tắt đây, quý vị bật đây, nó cũng lên, nhưng nó sử dụng tính năng là nó không có ion, nó tùy. Đấy, và nó là chế độ lọc quạt gió, nó tiêu gió hơn. Đấy, nên là đây quý vị nhé, nút này quý vị có thể bật được, để tắt này, bật nút này cũng được, nhưng mà quý vị cứ để chung là quý vị bật chế độ ion cho em, nó tự cài đặt xử lý luôn. Còn đằng trước đây cũng vậy, đằng trước đây thì nó báo đèn đây, chính cái đèn này này, đèn này và đèn này nó cũng là đèn báo ngủ luôn, đèn ngủ cũng như là đèn nó báo, ví dụ xanh dương là không khí không đang trong sạch chẳng hạn, còn ví dụ 75 này là độ ẩm 25%. Đấy, nó lại như vậy. Con này cũng như những con khác, không có con nào là không có bù ẩm cả, bởi vì đây tất cả là máy lọc đời mới.
máy lọc dầu mới. Đấy. À đây. Nó cái phần băng dính dán ở đây. Đây, nên là nhiều lúc quý vị bảo tại sao là không nhấc được cái đổ nước này ra đây. Các bác đi các bác vận chuyển các bác cứ dán đây. Đấy. À, bình bù nước, bù ẩm còn rất là đẹp, sạch sẽ luôn, rất đẹp. Đấy. À, về phía sau thì đây, bên này quý vị đợi em chút nhấc, bởi vì là khi vận chuyển họ đóng để nó tránh bị rơi. Về đây à, tấm lọc, lưới lọc cũng còn rất là sạch nhé, còn lại hai tấm, hai lưới lọc luôn, chưa, hai lưới lọc đấy, mà về chưa, hai lưới lọc à, con này vẫn là con lọc của Sharp. Những con này nó xử lý những phòng 25-30 thoải mái. Lọc của Sharp model của nó là KCZ40, số thứ tự là số 18, giá 1,7 triệu. Đấy, còn đây quý vị nhìn này, nó có chế độ này. Tại sao nó có chế độ đèn này, tắt này, sáng tối dần tắt. Đây là chế độ đèn này để đèn ngủ quý vị ạ. Khi quý vị đèn ngủ nó sáng quá thì quý vị có thể giảm này, giảm hoặc tăng. Đấy, được chưa? À, đó là toàn bộ clip giới thiệu đến quý vị à, đôi 4, 6, 7 mã lọc không khí, 7 mã lọc không khí. Và quý vị nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại là 0911 169 961. Hôm nay em sẽ test lần lượt từng con và chức năng hoạt động cho em nó và cho quý vị nhìn thấy là lõi rồi là máy đồ lọc của nó còn đấy, như vậy cho quý vị thoải mái. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.